Năm nay là năm anh tí ra đường nên tránh anh thị phi. Con người ai chẳng muốn giàu sang, cứ sống tốt đi đã hay nghĩ tới việc phúc lộc tới vô vàng. Người ta hay nói vào sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, để rồi mọi thứ trở nên điêu tàn. Tình duyên thì cứ dở dang, lên chùa quỳ bái thắp nhang, coi gì chú quá ai cũng sẵn sàng cho một cái tết được chứa trang. Con gì có ai cay càng đồ anh nè chàng ơi, con gì nó đi sang xe khi buồn đau nó quên đường về, con gì nó ra bờ sông khi mùa mưa kêu mãi đời chồng. Ngậm ngùi nếu anh nghe thấy đố anh nói con gì giùm em. Cua thì có ai cay càng nó đi tìm người thương, nó buồn nó đi sang xe như lòng em nhớ anh chiều về. Cuốc buồn nó ra bờ sông ôi con cuốc kêu mãi đòi chồng. Lòng này nếu anh nghe thấy đố anh biết em buồn vì ai. Con chi chi nó kêu ngoe ngoe lấm lem có phải anh mèo. Anh tí nhà bên tay mèo đứng đó muốn ngó ra xem. Con chi chi nó đi nhưng chân không có nó bò dọc ngang. Thương anh sầu nắng mưa lo cho cây lúa sớm trưa trên đồng. Ngày xưa nơi xa chốn rừng sâu muôn thú vui về đây. Ngày xưa ai nhanh nhất trần gian trong con giáp 12. Ngày thi anh sửu về nhì, anh ti nhà ta chạy nhanh nhất thôi. Trong khi anh dần lại qua thứ ba, lấy hoay sao cùng là anh hơi u. Ngày nay trong con giáp 12 sao không thấy anh chàng dối. Vì anh ham chơi quá không chịu đi nên lỡ bước ngày thi. Ngày nay số phận an bài con giáp 12, 12 tháng thôi. Biết bao nhiêu chàng tài hoa khắp nơi nhưng không vô được 12 con giáp. Đến trễ ngày thi. Aha, Ngọc Hoàng đã bay lại trên khắp thế gian và sẽ chỉ cho nó những lời vật thực sự xứng đáng. Muốn là trốn rừng hoang ra vui vọng tiếng vang, đoạn xuân này chắc sẽ không nhàn. Như chỉ chọn ra có 2 vị thôi, hàng vạn giống loài chọn sao cho nổi. Thôi thì ai tới trước sẽ đứng đầu, cứ như vậy mà làm cùng chưa ai có thể đố kỵ nhau. Năm nay là năm anh tí ra đường nên tránh anh thị phi. Con người ai chẳng muốn giàu sang, cứ sống tốt đi đã hay nghĩ tới việc phúc lộc tới vô vàng. Người ta hay nói vào sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, để rồi mọi thứ trở nên điêu tàn. Tình duyên thì cứ dở dang, lên chùa quỳ bái thắp nhang, coi gì chú quá ai cũng sẵn sàng cho một cái tết được chứa trang. Chúc mừng năm mới. Con chi chi nó kêu ngoe ngoe lấm lem có phải anh mèo. Anh tí nhà bên tay mèo đứng đó muốn ngó ra xem. Con chi chi nó đi nhưng chân không có nó bò dọc ngang. Thương anh sầu nắng mưa lo cho cây lúa sớm trưa trên đồng. Ngày xưa nơi xa chốn rừng sâu muôn thú vui về đây. Ngày xưa ai nhanh nhất trần gian trong con giáp 12. Ngày thi anh sửu về nhì, anh ti nhà ta chạy nhanh nhất thôi. Trong khi anh dần lại qua thứ ba, lấy hoay sao cùng là anh hơi u. Ngày nay trong con giáp 12 sao không thấy anh chàng dối. Vì anh ham chơi quá không chịu đi nên lỡ bước ngày thi. Ngày nay số phận an bài con giáp 12, 12 tháng thôi. Biết bao nhiêu chàng tài hoa khắp nơi nhưng không vô được 12 con giáp. Đến trễ ngày thi. Năm nay là năm anh tí ra đường nên tránh anh thị phi. Con người ai chẳng muốn giàu sang, cứ sống tốt đi đã hay nghĩ tới việc phúc lộc tới vô vàng. Người ta hay nói vào sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản, để rồi mọi thứ trở nên điêu tàn. Tình duyên thì cứ dở dang, lên trường quỳ bái thắp nhang, coi gì chung quá ai cũng sẵn sàng cho một cái tết được chứa trang. Chúc một năm mới.